quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Một học sinh 14 tuổi đã đổ súng tại trường học Appalachia ở Windsor, thuộc tiểu bang Georgia, giết chết bốn người gồm hai giáo viên và hai bạn học, cũng như làm bị thương ít nhất 9 người khác. nghi phạm đã đầu hàng cảnh sát và học sinh này đang bị buộc tội giết người như một người trưởng thành. Các nạn nhân bao gồm hai học sinh và hai giáo viên. học sinh đã bị nhốt và sau đó được đưa vào trú ẩn trong sân vận động bóng bầu dục khi cảnh sát bao vây khuôn viên trường và các bậc phụ huynh chạy đua để tìm hiểu xem con em họ có an toàn không. Các viên chức thực thi pháp luật cho biết vụ việc xảy ra vài tuần sau khi các lớp học bắt đầu và một nghi phạm đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đang điều tra xem nghi phạm làm thế nào có được khẩu súng. Cảnh sát trưởng quận Barrow là Josh Smith nghẹn ngào khi bắt đầu phát biểu trong cuộc họp báo. Ông cho biết, ông cho biết ông sinh ra và lớn lên trong cộng đồng và các con ông đang học trong hệ thống trường học. Tôi đau lòng cho những đứa trẻ này, tôi đau lòng cho cộng đồng của chúng ta, nhưng tôi muốn nói rằng lòng căm thù sẽ không thắng thế ở quận này. Tôi muốn điều đó được thể hiện rõ ràng và được biết đến. Tình yêu sẽ chiến thắng những gì đã xảy ra hôm nay Tôi bảo đảm với các bạn điều đó. Đây là vụ xả súng đầu tiên trong năm học mới của Hoa Kỳ, một lời nhắc nhở về mối đe dọa liên tục của bạo lực súng đạn trong trường học. Cục điều tra Georgia báo cáo có bốn người chết tại trường trung học Apalachi ở Windsor, Georgia với 9 người khác bị thương và phải nhập viện. Cảnh sát trưởng quận Barrow là Chris Smith mô tả vụ việc làm hành động xấu xa. Uh, obviously, what you see behind us... hey, Rõ ràng những gì bạn thấy sau lưng chúng tôi hôm nay là một điều xấu xa. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, chúng tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên rằng có một tay súng đang hoạt động trong khuôn viên trường. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thương tích, nhưng chúng tôi có nhiều trường hợp bị thương. Đây là một cuộc điều tra rất phức tạp, còn rất sớm mà chúng tôi cũng đã bắt giữ được một nghi phạm. Một học sinh là Santan Sanvi nhớ lại để nghe thấy tiếng nổ bên ngoài lớp học trước khi giáo viên yêu cầu mọi người nằm xuống sàn vì có nhiều tiếng súng nổ hơn. Vậy là chúng tôi đang làm việc trong ngày và sau đó tiếng súng đầu tiên mà bạn nghe thấy như là vụ nổ súng. Và sau đó giống như giáo viên của chúng tôi đã từng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như mọi người nằm xuống và họ có thể nghe thấy như nổ, 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 giống như đang nổ tung. Sau một lúc, họ có thể nhìn thấy, bạn có thể nghe thấy như một người có thẩm quyền, như nói như đặt nó xuống hoặc đặt nó xuống. Sau đó chúng tôi đang đi ra ngoài, tôi thấy có rất nhiều máu, thật kinh khủng. Tòa Bạch Ốc trong một tuyên bố cho biết Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ súng và chính quyền của ông sẽ tiếp tục phối hợp với các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương khi nhận được thêm thông tin. Bà Jill và tôi đau lòng về những người đã qua đời họ bị cướp đi sinh mạng vì bạo lực súng đạn vô nghĩa và chúng tôi đồng cảm với tất cả những người sống sót, cuộc sống của họ đã bị thay đổi mãi mãi. Ông Biden bày tỏ trong một tuyên bố, ông kêu gọi Đảng Cộng hòa hợp tác với Đảng Dân chủ để thông qua luật an toàn súng đạn phù hợp với lý trí thông thường. Phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, gọi vụ nổ súng là thảm kịch vô nghĩa. Chúng ta phải ngăn chặn nó, chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn này. Bà Harris phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire. Phó Tổng thống Kamala Harris còn cho biết phải chấm dứt đại dịch bạo lực súng đạn ở Hoa Kỳ. Còn cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, viết trên mạng xã hội rằng: Chúng tôi xin chia buồn với những nạn nhân và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở Windsor, Georgia. Những trẻ em đáng yêu đã bị một tên quái vật bệnh hoạn và mất trí cướp đi khỏi chúng ta quá sớm. Còn thư ký báo chí Ốc, Ock Chang-Pierre cho biết vụ xả súng ở trường học là không bình thường và đây là thảm họa. Our hearts. Chúng tôi xin chia buồn cùng những gia đình ở Windsor, Georgia, những người buộc phải đối mặt với hành động bạo lực vô nghĩa này. Tôi muốn cho các bạn biết rằng tổng thống và phó tổng thống đều đã được thông báo. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.